Thì hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2022. Thì mình cũng vừa mua một cái tấm mua pin sàn á, để mấy cái mic mini lên. Mình rất là thích. Thích cái chỗ là những mini mà để cao ráo như thế này đây ha. Thì lưu ý số anh em mình đó thì xem cái chất tầm khi mà ở dưới đáy chậu mình phải để những cái chất thô để làm chi, khi mà trời mưa xuống là nó sẽ thoát nước vào con mình. Những cái cây mà thường là anh em mình trồng cây á thì thoát nước, và những cái cây non, những cái cây mà mới vô thì bà con mình đừng có rải phân phân bò phân gì hết. Ở đây là phân dơi cũng không có, những cái cây khỏe mạnh không nói gì, những cây mới vô á. Còn trước khi mà mình cắt tỉa hay là mình thay chậu gì đó, bà con mình đừng có rải phân nha, cách ly khoảng nửa tháng 20 ngày đó. Còn đọt non thì cũng hạn chế luôn. Thì ở đây số lưu ý như vậy: cây ít thì tưới nước ít, cây lá ít thì tưới nước ít, còn lá nhiều tưới nước nhiều, không lá thì mình xịt. Mình mưa dầm quá, đối với những cây non mới thì mình phải coi, tại vì cái thời tiết ở Bắc Trung Nam nó khác nhau. Thời tiết ở miền Trung nó khác, rồi miền Bắc khác, miền Nam nó khác, rồi nước máy khác, nước sông khác, nước mưa khác. Đó, cho nên là nhiều khi hướng dẫn thì nó khó khi nào mà chính xác được. Nhiều khi mình tưới nước sông mà anh em mình tưới nước giếng, còn số người tưới nước máy thì nó sẽ khác, kết quả nó khác. Và anh em mình mới chơi thì lưu ý mình mua những cái cây khỏe mạnh ha. Vậy thôi, làm cái video ngắn để mình gửi cho anh em mình cái kết quả cây nhà mình làm. Đó là một cái tin mừng của nhà vườn. Thì số lượng đây sắp tới làm cũng khoảng 500 tới 1.000 cây. Anh và con anh em mình chuẩn bị tinh thần mà rước những cái em nhỏ nhỏ xinh xinh này về ha. Đây ha, những cái khách mới, những cái người bạn mới thì nhớ cái đăng ký kênh nha. Còn những cái cây mà 2 ngày trước á thì mình có trực tiếp rồi, mình làm số anh chị mình á, mình coi á, thì mình cắt rễ luôn á. Thì hôm nay những cái cây mà dạng như cây ế á, nó mình vô cái chậu nhỏ xíu vậy nè, thì khoảng 2 tháng sau thì mình sẽ dỡ ra cho bà con mình coi. 2 tháng sau mình sẽ dỡ ra cho bà con mình coi cái kết quả nó như thế nào. Thì giờ kết quả thành công hay thất bại mình cũng hay dỡ lên cho bà con coi. Thì 3, 6, 9, nói chung khoảng 10 cây ha, 10 cây, 12 cây gì đó. Rồi.